Chào bà con nhá. Đây đơn hàng ngày mưa này. Ngày 15 tháng 5 nhá. Dương lịch này. Đấy, Hà Nội thì đang mưa to nhá. Anh em thì đang xếp hai xe đầy ự hàng để đi Hải Dương nhá. Đấy, anh em Hải Dương chờ xe nhá. Tổng kho thiết bị Hồng Phúc ạ. Địa chỉ tại Hiệu Trân Tân Hưng Sóc Sơn Hà Nội. Vâng, đơn hàng ngày mưa gió đây. Hai xe. Ngày 24 tháng 6 dương lịch, tức ngày 15 tháng 5 nhé. Hai xe đều kín hàng để chuyển đi ạ. Bà con nào yêu cầu về thiết bị chăn nuôi nhé, cứ đến kho hàng Hồng Phúc, địa chỉ Hiệu Trân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Và rất nhiều sản phẩm đang chờ bà con đến để lấy đấy ạ. Quạt hút này, tấm làm mát này, bật cách nhiệt, tấm lót sàn. Hàng xịn sò luôn nhá. Bán buôn bán lẻ, giao hàng toàn quốc. Tấm làm mát, tấm lót sàn này, 40m1 này. Lồng đựng gà vịt, lồng cân lợn này. Kho hàng Hồng Phúc này với hơn 1.000 sản phẩm nhá. Bán buôn bán lẻ luôn. Vâng, cảm ơn bà con. Chúc bà con một năm chăn nuôi kinh doanh buôn bán thuận lợi nha. Vâng, xin chào bà con. Đây, đơn hàng ngày hôm nay này. 24 tháng 6 ạ, hai xe đầy hàng nha. Vâng, xin chào bà con.